Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình khám phá đường phố Sài Gòn năm 2019. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh một số tuyến đường chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng ta đang đi qua giao lộ Cống Quỳnh và Nguyễn Thị Minh Khai, và chúng ta đang di chuyển trên đại lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai này là một trong những tuyến đường cũng có chiều dài xuyên suốt từ quận Bình Thạnh, quận 1 qua quận 3. Đây là một trong những tuyến đường có cái mật độ cây xanh, cây cổ thụ tương đối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thật sự là tôi cũng rất là thích di chuyển trên tuyến đường này, mặc dù là nó hay kẹt xe, nhưng mà với cái bóng cây xanh nhiều thì rất là thích đi. Trước mặt của chúng ta là ngã sáu Lý Thái Tổ và Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một trong những cái giao lộ có mật độ lưu thông khá là lớn. Hiện tại chúng ta đang di chuyển qua đại lộ Lý Thái Tổ. Hiện tại chúng ta đang đi ngang qua vòng xoay ngã 7. Vòng xoay ngã 7 này là giao lộ của Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ. Đây là một trong cái giao lộ rất là lớn và có mật độ lưu thông rất là dày. Bí quyết để mà đi qua những cái giao lộ lớn tại thành phố Hồ Chí Minh là tôi xin mách với quý vị là hãy đi vòng xa xa ra phía bên ngoài. Đừng có đi ôm sát vào bên trong giao lộ thì sẽ không vượt qua được. Và tôi đã vượt qua được cái giao lộ này một cách rất nhẹ nhàng bằng cái việc là đi dòng một cái dòng đến một dòng rất là lớn. Chúng ta lại tiếp tục chạy trên giao lộ Lý Thái Tổ. Hiện tại chúng ta đi ngang qua giao lộ Lý Thái Tổ và Sư Văn Hạnh. Khi vừa đi qua cái giao lộ này khoảng tầm 100m bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cái bệnh viện nhi lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ hiện nay, đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh cho các bệnh nhi tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phía trước mặt của chúng ta đó là cầu vượt trên cao Nguyễn. Cầu vượt này là cầu vượt 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương. Đây là một trong những cầu vượt thép mới được xây dựng trong những năm gần đây nhằm giải tỏa tắc giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nội đô.
Chúng ta đang đi ngang qua giao lộ 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương. Bên tay phải là đường Thành Thái, bên tay trái là đường Nguyễn Tri Phương. Và chúng ta đang di chuyển trên đường 3 tháng 2. Tuyến đường 3 tháng 2 này cũng là một trong những tuyến đường xuyên suốt và trục đường trung tâm trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ 3 tháng 2 này cũng là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông rất là dày. Vào những giờ tan tầm như tầm khoảng 4 giờ 30 chiều trở đi cho tới 6 giờ 30 thì chúng ta chỉ di chuyển bằng với tốc độ là khoảng tầm 3 đến 5 km/h trên tuyến đường này mà thôi. Vào buổi sáng thì tầm khoảng 7 giờ cho tới 8 giờ thì đây cũng là một trong những trọng điểm về lưu thông rất là chậm. Chúng ta đang ngang đi qua cái giao lộ 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt. Tuyến đường Lý Thường Kiệt này cũng là một trong những trục đường trung tâm trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Chúng ta đang hướng về giao lộ 3 tháng 2 và Lê Đại Hành. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải vào đường Lê Đại Hành. Lê Đại Hành này là tuyến đường sẽ nối thẳng đi về phía đường Âu Cơ. Nếu mà tiếp tục chạy thẳng đường 3 tháng 2 như lúc nãy thì chúng ta sẽ đi hướng về Đầm Sen. Trục đường Lê Đại Hành này gần đây đã được chỉnh trang và hai bên tuyến đường đã xây rất là nhiều cao ốc. Tuyến phố này cũng đang là một trong những tuyến phố khá là sầm uất. Bên tay phải của chúng ta đó là mặt sau của trường đua Phú Thọ. Đây là một trong những cái trường đua đầu tiên và lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh xưa kia. Hiện nay thì nơi đây được tận dụng để kinh doanh và cũng có tổ chức một vài cái sân bóng mini, một số hoạt động thể thao nhỏ nhỏ. Phía trước mặt của chúng ta đây là giao lộ vòng xoay của Lê Đại Hành, Âu Cơ và Lãnh Minh Thăng. Hiện tại chúng ta đang di chuyển trên
đường Âu Cơ. Tuyến đường này khá nổi tiếng với cái món là heo quay và vịt quay. Nếu quý vị mà có muốn ăn heo quay, vịt quay thì hãy đến với cái tuyến đường này. Có rất nhiều cửa hàng kỳ hiệu đang bán cái món này tại cái tuyến đường này. Chúng ta chuẩn bị đi ngang qua giao lộ Âu Cơ và đường Lạc Long Quân. Phía bên tay trái đi về Đầm Sen, phía bên tay phải đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Và phía trước mặt chúng ta sẽ đi hướng về quận Tân Bình và Tân Phú. Nếu đi thẳng đường Âu Cơ này sẽ đi về tới quận 12, Hóc Môn, Củ Chi. Của cái chương trình vòng quanh đường phố Sài Gòn 2019 ngày hôm nay, chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.